cũng nên để ở gì? Để ở ngoài. À, thì đừng có mang nó vào đấy. Cái túi mình có cái có Phật và có gì? Ảnh có hình Phật và có gì? Chữ A Di Đà Phật trong đó. Tốt nhất cũng đừng mang vào trong gì? Trong nhà vệ sinh. Cũng đừng có đặt xuống gì? Xuống đất bẩn. Nên để lên cái bàn cao hoặc cái gì? Cái ghế, cái bàn cao á. À, hoặc là đi vào nhà vệ sinh thì nên có người bạn mà gì? Bảo cầm hộ tôi để gì? Tôi vào xong rồi vào xong thì bạn vào sau tôi thì tôi lại cầm cho bạn. Nếu mà hai người cùng bí thì ai cầm cho ai? Đây là một câu hỏi có thể phát sinh. Thế thì mình phải ở trong uy nghi, đừng có để đừng có bí bách quá thì chúng ta mới tìm đến những nơi như vậy. Thì lúc đó là không kịp. Cho nên cái đồ đạc mang theo thì chúng ta cũng hết phải cẩn thận. Ngày xưa bên Trung Quốc có một vị tổ sư. Ngài ngồi thiền, Ngài thấy đây 7 ngày nữa là Ngài chứng thánh quả A-la-hán. Nhưng mà sau 7 ngày thì Ngài lại không chứng. Cuối cùng Ngài về thì một thời gian sau, Ngài tu tập sau bắt đầu Ngài mới tìm ra vì sao mà hôm trước mình ngồi thiền, mình có cái cảm nhận và mình biết rằng 7 ngày sau có vị, có Đức Phật hiện đến và bảo là 7 ngày sau ông sẽ chứng thánh quả. Nhưng qua 7 ngày ông không chứng. Và ông ấy về, ông ấy thiền định, ông nhìn lại cái lỗi của ông thì ông biết lỗi nào không? Cái lỗi của ông ấy, một hôm á, trong cái ngày thứ 4, thứ 5 gì đó, ông vị sư ấy mới đến một ngôi chùa lớn. Mới là khi vào thì ông ra đi thì ngày xưa người ta, các sư lớn lớn, tuổi cao rồi, người ta chống theo cái gậy. Thầy ấy chống theo cái gậy. Thầy đến thì thầy vào, khi thầy bước vào chùa lễ Phật thì thầy á, cái bức tường ngày xưa là có vẽ hình Phật, tượng Phật ở đó, nhưng bây giờ nó đã cũ rồi, nó mờ rồi, thầy không để ý. Thầy chống cái gậy, thầy để cái gậy dựa vào bên tường ở bên gì, ở ngoài cửa chùa, thầy vào. Thì cái gậy của thầy cấm đó, nó chống, nó dừng vào chống cái con mắt rồi. Cái con mắt của cái bức tượng, cái bức tranh vẽ ở bên bức tường chùa ngày xưa ấy, nó cũ rồi. Nhưng mà thầy ấy để vào đấy. Cho nên do cái lỗi đấy mà sau 7 ngày thầy không chứng được thánh quả A-la-hán. Cho nên chúng ta thấy học Phật chúng ta phải nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.